Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Quân đội Syria vào ngày hôm qua tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Azeb ở ngoại ô thành phố miền trung Hamas và các làng mạc xung quanh sau những cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng của nhóm phiến quân mặt trận Al-Nusra có quan hệ với Al-Qaeda. Các nguồn tin khu vực cho biết quân chính phủ đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố và làm bị thương hàng chục tên khác trong những cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của phiến quân tại thị trấn Azeb. Trong khi đó, cùng ngày, quân chính phủ cũng đã phá hủy 5 trung tâm chỉ huy và 3 đường hầm của các nhóm khủng bố ở thị trấn Jobba, nằm ở khu vực ngoại ô Damas, đồng thời đạt được những tiến triển quan trọng tại quận Motehala ở phía nam thị trấn này. Trong một diễn biến khác, quân đội Syria khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát sân bay quốc tế Deir ez-Zor thuộc tỉnh cùng tên ở miền đông.